Dân mạng Indonesia sinh sống ở Việt Nam chia sẻ, vì sao bạn sống ở Việt Nam? Bạn thích điều gì ở người Việt Nam? Việt Nam có gì thú vị? Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam, các bạn thân mến. Mới đây trên YouTube xuất hiện một video của một cô nàng Indonesia lần đầu đến Việt Nam, chia sẻ gây sốc cộng đồng mạng Indonesia. Điều gì mà cộng đồng mạng Indonesia cảm thấy sốc? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Cô nàng mình vừa giới thiệu là Molly Terlin, sở hữu một kênh YouTube với hơn 1 triệu người đăng ký. Lần đầu đến Việt Nam, cô chia sẻ. Đầu tiên, Molly Terlin cùng bạn trai đặt chân đến Hà Nội và lựa chọn một khách sạn với đầy đủ tiện nghi. Họ thuê phòng với mức giá 800.000 đồng một đêm. Cô rất bất ngờ và cho rằng giá phòng này rẻ hơn rất nhiều so với chi phí thuê khách sạn tại Indonesia, quê hương của cô, dù tiện nghi vẫn rất tốt. Sau khi ổn định tại khách sạn, vào buổi tối, Molly Ter và bạn trai quyết định khám phá ẩm thực đường phố của Hà Nội. Họ chọn thưởng thức phở gà, một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. Molly Ter không ngớt lời khen ngợi hương vị phở, với nước dùng thanh ngọt, đậm đà, kết hợp với thịt gà mềm thơm và những nguyên liệu tươi ngon, làm nên một trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị trong chuyến đi đầu tiên của cô đến Việt Nam. Sáng hôm sau, dù Hà Nội trời mưa, nhưng Molly Ter vẫn quyết định tiếp tục hành trình khám phá thủ đô bằng cách trải nghiệm phố cổ trên chiếc xe xích lô truyền thống. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, cô vẫn cảm thấy phấn khích khi được tận mắt ngắm nhìn những con phố nhỏ, cổ kính với kiến trúc độc đáo và không khí nhộn nhịp đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Sau chuyến đi xích lô, cô cùng những người bạn dừng chân tại một quán bánh mì nổi tiếng. Tại đây, họ cùng nhau thưởng thức bánh mì kẹp và bánh mì chảo, một món ăn đặc biệt với thịt bò, trứng và nhiều nguyên liệu khác. Molly Ter tỏ ra rất ấn tượng với hương vị của các món ăn, khen ngợi sự hòa quyện giữa thịt bò mềm, trứng béo ngậy và các loại gia vị thơm ngon. Món ăn không chỉ ngon mà còn rất hấp dẫn về mặt thị giác. Quán bánh mì nơi họ đến cũng rất đông khách, đặc biệt là nhiều du khách phương Tây đã ghé qua để thưởng thức. Sự đa dạng về thành phần và hương vị của bánh mì Việt Nam đã để lại trong lòng Molly Ter ấn tượng sâu sắc về ẩm thực đường phố Việt Nam. Sau khi thưởng thức bánh mì, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực Hà Nội bằng cách đi bộ khoảng 7 phút để đến một quán cà phê nổi tiếng, nơi mà chúng tôi đã được giới thiệu về món cà phê trứng đặc trưng. Tại đây, chúng tôi quyết định thử 3 loại đồ uống đặc biệt, cà phê trứng, cacao trứng và rum trứng. Mỗi loại thức uống đều mang lại một trải nghiệm hương vị độc đáo và khó quên. Cà phê trứng với lớp bọt trứng mềm mịn kết hợp hoàn hảo với vị đắng nhẹ của cà phê tạo nên một sự hòa quyện tuyệt vời. Cacao trứng mang đến sự béo ngậy và ngọt ngào từ cacao, trong khi rum trứng có thêm chút nồng ấm từ rượu rum, tạo nên một sự khác biệt đầy thú vị. Chúng tôi thực sự ấn tượng với chất lượng và sự sáng tạo trong từng ly đồ uống. Quán cà phê này đã có mặt từ năm 1940, với lịch sử lâu đời và là một phần của nét văn hóa ẩm thực Hà Nội. Không chỉ nổi tiếng với hương vị độc đáo, quán còn mang lại cho thực khách cảm giác ấm cúng và hoài niệm về một thời kỳ xưa cũ của Hà Nội. Sự pha trộn giữa truyền thống và sáng tạo trong các món đồ uống khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Molly Ter chia sẻ rằng nếu bạn đến Hà Nội, không thể bỏ qua việc tham quan những địa điểm lịch sử nổi tiếng như Đền Ngọc Sơn và Hồ Hoàn Kiếm. Đây là những di tích lịch sử mang tính biểu tượng, làm nên tên tuổi và vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Đền Ngọc Sơn nằm trên đảo nhỏ giữa Hồ Hoàn Kiếm, được kết nối bằng cây cầu Thê Húc đỏ rực, là nơi du khách có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng và linh thiêng giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Bên cạnh những trải nghiệm tích cực, Molly Ter cũng chia sẻ về một số khó khăn cô gặp phải trong chuyến thăm Hà Nội. Đầu tiên là rào cản ngôn ngữ, vì không phải ai cũng nói được tiếng Anh, nên việc giao tiếp đôi khi trở nên khó khăn. Ngoài ra, cơ sở vật chất ở một số nơi vẫn chưa đạt mức chuyên nghiệp như cô mong đợi. Ví dụ, các món ăn đường phố có hương vị rất ngon, nhưng vấn đề vệ sinh thực phẩm vẫn là điều khiến cô lo ngại nhất. Cô bày tỏ sự e ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, và thừa nhận rằng đôi khi cảm thấy không an tâm khi ăn những món ở ngoài đường. Molly Ter cũng nhận thấy một số dịch vụ có giá khá cao so với chất lượng trải nghiệm. Chẳng hạn, tour tham quan đêm Ngọc Sơn huyền bí, với giá gần 300.000 đồng, nhưng thời gian diễn ra quá ngắn, chỉ 30 phút, khiến cô cảm thấy chưa thật sự xứng đáng với chi phí bỏ ra. Hơn nữa, vào buổi tối, khi lượng khách tham quan rất đông, số lượng công trình vệ sinh công cộng vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngoài ra, việc dọn dẹp không được thực hiện thường xuyên, khiến cô cảm thấy một số khu vực trở nên mất vệ sinh. Đặc biệt, trong mùa hè, cô cũng nhận thấy thời tiết ở Hà Nội rất nóng. Điều này không chỉ tạo ra sự khó chịu, mà còn làm tăng thêm những thử thách trong hành trình khám phá của cô. Cái nóng oi ả của mùa hè khiến việc di chuyển và tham quan trở nên mệt mỏi hơn, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật hơn những nét đặc trưng và sự đa dạng của cuộc sống ở thành phố này.
Dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, Molitor vẫn tìm thấy niềm vui và sự hào hứng trong việc khám phá Hà Nội, và những trải nghiệm này đã góp phần làm cho chuyến đi của cô trở nên đáng nhớ và trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn nhỏ này, Molitor vẫn đánh giá chuyến trải nghiệm tại Hà Nội là tuyệt vời. Cô ấn tượng với sự giàu có về văn hóa và lịch sử của thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam và cảm thấy rất hài lòng với những điều thú vị mà cô đã khám phá. Bên cạnh đó, cô cũng nhấn mạnh không thể bỏ lỡ việc thưởng thức món bún chả Hương Liên, nổi tiếng của Hà Nội. Đây là một món ăn truyền thống được chế biến từ thịt nướng và bún, tạo nên hương vị đặc trưng, rất phổ biến với cả người dân địa phương lẫn du khách. Molitor đặc biệt ấn tượng khi biết rằng quán bún chả này từng đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam. Ông đã dừng chân tại đây để thưởng thức bún chả, điều này càng làm tăng thêm sự đặc biệt và nổi tiếng của quán ăn giữa lòng Hà Nội. Sau khi chia sẻ video, đã thu hút gần 120.000 lượt xem và hàng trăm bình luận. Hãy cùng kênh Tự Hào Việt Nam xem cộng đồng mạng Indonesia đã phản hồi như thế nào nhé. Cảm ơn bạn vì điều này. Tôi sẽ đi du lịch một mình đến Hà Nội trong vài tuần nữa. Tôi rất hồi hộp và phấn khích. Bạn đã khiến tôi quyết định lên lịch trình đến Hà Nội sau khi xem video này. Cảm ơn rất nhiều. Hy vọng rằng tháng 12 sẽ ổn và không quá lạnh. Tôi vừa trở về từ Hà Nội, cách đây 2 tháng và phải nói rằng chuyến đi thật tuyệt vời. Con người ở đây rất đáng yêu và thân thiện. Đặc biệt, vào các buổi tối, tôi cảm nhận được sự tự do và vui vẻ của người dân qua những buổi ca hát, nhảy múa trên phố. Đây là một nét đặc sắc đầy màu sắc và lôi cuốn của Việt Nam mà tôi rất yêu thích. Hà Nội không chỉ là một thành phố với những di tích lịch sử phong phú, mà còn là nơi tôi cảm nhận được sự sống động và sự ấm áp của cộng đồng nơi đây. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời. Qua video của bạn, tôi đã bị cuốn hút bởi ẩm thực phong phú, cảnh đẹp và mức giá hợp lý ở Hà Nội. Ban đầu, tôi dự định sẽ đi du lịch Thái Lan vào tháng 12 này, nhưng sau khi xem video của bạn, tôi đã quyết định thay đổi kế hoạch và sẽ đến Hà Nội. Tôi rất háo hức để khám phá thành phố này và trải nghiệm những điều thú vị mà bạn đã chia sẻ. Molitor Linh đã có một chuyến trải nghiệm tuyệt vời ở Hà Nội, nơi sự kết hợp giữa lịch sử và văn hóa tạo nên những ấn tượng khó quên. Đặc biệt, cô ấn tượng với sự tôn vinh di sản văn hóa lâu đời của thành phố qua các địa điểm như Đền Ngọc Sơn và Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, có một số vấn đề cần cải thiện. Cô cho rằng cơ sở vật chất tại một số địa điểm du lịch còn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh và sự chênh lệch giá cả trong một số tour du lịch như tour đêm tại Đền Ngọc Sơn không hoàn toàn xứng đáng với thời gian trải nghiệm. Dù vậy, sự hiếu khách của người dân Hà Nội và sự phong phú của ẩm thực đường phố đã làm cho chuyến đi của cô trở nên đáng nhớ. Trải nghiệm của Molitor ở Hà Nội mang lại cho cô nhiều cảm xúc trái ngược. Cô đã được thưởng thức những món ăn đường phố độc đáo, chẳng hạn như phở gà và bánh mì, với hương vị phong phú mà không nơi nào có thể sánh được. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh thực phẩm vẫn là một mối lo ngại lớn, điều này làm giảm bớt niềm vui trong việc thưởng thức ẩm thực. Bên cạnh đó, thời tiết nóng bức trong mùa hè đã tạo ra thêm những thách thức trong việc di chuyển và tham quan, khiến cho chuyến đi của cô trở nên mệt mỏi hơn. Mặc dù có những khó khăn, cô vẫn không thể không cảm nhận được vẻ đẹp và sự quyến rũ của Hà Nội. Molitor chia sẻ rằng chuyến thăm Hà Nội của cô đã mang lại nhiều trải nghiệm phong phú, từ việc tham quan những di tích lịch sử cho đến việc thưởng thức các món ăn đặc sản. Cô đặc biệt ấn tượng với cà phê trứng, một món đồ uống độc đáo của Hà Nội, cùng với sự ấm áp và thân thiện của người dân nơi đây. Ấn tượng lần đầu tiên khi tôi đến Việt Nam, tôi đã làm việc ở thủ đô Hà Nội trong 3 ngày. Theo quan sát của tôi, có nhiều điều thú vị về Hà Nội. Thứ nhất, Hà Nội được xây dựng theo hệ thống quy hoạch khối, vì vậy các tòa nhà ở đây khá đồng đều và có trật tự. Khoảng cách giữa các ngã tư đường tương đối giống nhau, tạo cảm giác hài hòa. Thứ hai, Hà Nội khá trật tự, đặc biệt là khu vực trung tâm. Dù có rất nhiều người đi xe máy, như ở Jakarta, nhưng giao thông ở Hà Nội có phần tổ chức hơn. Hầu như không thấy người lái xe quá tốc độ, ngay cả khi đường vắng, có lẽ nhờ vào sự nghiêm ngặt của luật giao thông. Thứ ba, vỉa hè ở Hà Nội thường rất rộng, khoảng 5-6 mét. Trên vỉa hè này có nhiều quán cà phê, nơi mọi người có thể ngồi thư giãn, ăn uống và trò chuyện. Thứ tư, Hà Nội có nhiều khu dân cư đông đúc, tương tự các khu dân cư tại Jakarta như ở Kamaron Nansan. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là Hà Nội không có rãnh thoát nước dọc đường phố, làm cho cảnh quan trở nên sạch sẽ hơn. Về những điều không thích ở Việt Nam, một người bạn chia sẻ rằng có 2 điều anh ấy không ưng ý, rất khó tìm thấy thức ăn Hà Lan và nhà thờ Hồi giáo cũng rất hiếm. Tuy nhiên, anh ấy lại ấn tượng với vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, với nét đặc trưng Đông Dương. Họ trông đặc biệt xinh đẹp khi mặc áo dài, nhất là khi đi xe đạp hay xe máy, tạo nên một vẻ thanh lịch khó tả. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ là một khó khăn, vì tiếng Việt khá xa lạ với tiếng Anh và tiếng Indonesia. Một người bạn khác đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh 1 năm, chia sẻ ấn tượng về con người Việt Nam.
Theo anh ấy, người Việt Nam là một trong những dân tộc tử tế nhất mà anh từng gặp. Thứ nhất, họ rất sáng tạo, từ thiết kế nội thất, quần áo cho đến các món ăn và đồ uống, mọi thứ đều được làm thủ công độc đáo. Thứ hai, họ làm việc rất hiệu quả. Ví dụ, nếu cần vận chuyển một cây đàn piano bằng xe máy qua thành phố, việc này sẽ được thực hiện nhanh chóng. Nếu cần một món đồ không có sẵn trên thị trường, chỉ cần đợi vài phút và bạn sẽ có thứ mình cần. Họ có thể giải quyết mọi tình huống một cách linh hoạt. Thứ ba, tinh thần kinh doanh ở Việt Nam rất mạnh mẽ. Nếu có ý tưởng, họ sẽ tìm cách thực hiện. Dù có thất bại, họ sẽ không ngừng thử lại với ý tưởng mới, tốt hơn. Thứ tư, người Việt rất thích hát karaoke, một phần không thể thiếu trong văn hóa giải trí của họ. Tôi không nói rằng mọi người ở Việt Nam đều biết hát, nhưng niềm đam mê ca hát của họ thật tuyệt vời. Thứ năm, khi họ muốn tiêu tiền, họ sẽ tiêu tiền, khi họ muốn vui vẻ, họ tổ chức những bữa tiệc tuyệt vời nhất trong thị trấn vào mọi thời điểm mà họ muốn. Dù họ ở đâu, thứ sáu, họ rất hay giúp đỡ. Ví dụ, có một lần xe máy của tôi bị hỏng, và có người sửa nó cho tôi mà không yêu cầu đền đáp bất cứ điều gì. Hoặc khi bạn tôi hết xăng, một anh chàng ngẫu nhiên dừng lại vào lúc nửa đêm đưa bạn ấy đến trạm xăng, rồi quay lại. Đó chỉ là hai ví dụ về những hành động tử tế ngẫu nhiên, nhưng chúng rất hữu ích. Thứ bảy, họ thích ngủ trưa, họ sẽ nghỉ làm sau bữa trưa và ngủ trưa. Mọi người đều như vậy, thậm chí trên cả nước. Thứ tám, ẩm thực của họ rất đặc sắc. Hãy xem câu trả lời của tôi về câu hỏi, bạn mô tả ẩm thực Việt Nam như thế nào nhé? Thứ chín, họ rất tha thứ. Họ tập trung vào hiện tại nên biết cách tha thứ. Ví dụ, tôi vẫn không thể tin được rằng họ, với tư cách là một quốc gia, đã nhanh chóng tha thứ cho người Mỹ về những điều khủng khiếp mà người Mỹ đã gây ra ở Việt Nam. Có một số quốc gia trên thế giới không thể quên những chuyện đã xảy ra từ hàng thế kỷ trước. Thứ 10, sự tôn trọng của họ đối với mọi người. Họ rất kính trọng người già, người lớn tuổi, người nghèo, vân vân và chăm sóc họ. Thứ 11, cách họ thể hiện tình yêu. Mọi người đều giàu tình cảm và thực tế trong tình yêu. Vì vậy, phần lớn sẽ kết hôn trước khi bước sang tuổi 25. Họ cùng nhau nghe những bản tình ca, làm những điều vì tình yêu của mình và làm những điều ngọt ngào. Điều đó thật đáng yêu. Cuối cùng, thứ 12, khả năng phục hồi của họ. Rất nhiều nước lớn và hùng mạnh đã cố gắng đánh bại họ nhưng không thể. Họ cũng là nước đầu tiên đánh Campuchia để ngăn chặn nạn diệt chủng ở đó, ngay cả khi những người dân Việt Nam cứng rắn đã mệt mỏi với tất cả các cuộc chiến tranh mà họ đã trải qua trước đó. Câu trả lời thứ tư đến từ một bạn tên là Muta Harahap. Bạn trả lời câu hỏi người Indonesia nghĩ gì về Việt Nam. Hầu hết người Indonesia không hiểu biết nhiều về Việt Nam. Điều tôi biết là đối với nhiều người hâm mộ bóng đá Indonesia, Việt Nam là một trong những đối thủ mạnh nhất và khó chơi nhất ở Đông Nam Á. Việt Nam gần nhưng cảm giác xa, ngôn ngữ rất khác và nhiều màu sắc văn hóa Việt Nam bắt nguồn nhiều từ Phật giáo, khác với ảnh hưởng của đạo Hồi ở Indonesia. Phật giáo đã từng phổ biến ở Indonesia, nhưng đã từ lâu rồi. Tôi hầu như chỉ nghe nói đến Việt Nam qua phim ảnh và game Mỹ. Đối với tôi, ở Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia số 1 mà tôi mong đợi trong vài thập kỷ tới. Nền kinh tế của họ đang bùng nổ, lĩnh vực giáo dục của họ rất ấn tượng, dân số khỏe mạnh hơn và tăng trưởng dân số tỷ lệ sinh ổn định hơn. Câu trả lời thứ 5 của một bạn tên là Anada nói về những điều bạn ấy thích ở Việt Nam như sau, họ rất thân thiện và không như nhiều người tưởng tượng. Thức ăn của họ cũng rất ngon, đất nước của họ cũng lạnh, lưu lượng tham gia giao thông của họ đông đúc nhưng khá trật tự. Ngoài ra, vì trời có nhiều mây nên ở đó rất tối, cho dù là ban ngày, và kết hợp với không khí mát mẻ, thật hoàn hảo. Đó là Việt Nam. Câu trả lời thứ 6 của Zit Clara, sống tại Hà Nội, Việt Nam, chia sẻ về những lý do bạn chọn sống tại Việt Nam. Cô ấy cho hai nguyên nhân chủ yếu là do công việc được giao. Nhưng tại sao tôi lại muốn được cử đến Việt Nam? Có một số điều mà tôi xem xét. Thứ nhất, tương đối gần Indonesia, từ Jakarta đến thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam chỉ mất 3 giờ bay thẳng, trong khi đi Hà Nội, miền Bắc Việt Nam, mất nhiều thời gian hơn một chút, tổng cộng là 5 giờ cộng 2 giờ quá cảnh. Vé máy bay khá rẻ, khoảng 4 đến 6 triệu Indonesia rupiah cho một khách. Thứ hai, chi phí sinh hoạt rẻ tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Giá một phần cơm chiên vào khoảng 20 đến 25 nghìn Indonesia rupiah, và tin tôi đi, phần cơm này rất ngon. Các nhu yếu phẩm khác trong cuộc sống, như quần áo, đều rẻ và có nhiều lựa chọn về mẫu mã. Điều này bao gồm áo khoác mùa đông như trên hình bên dưới, có thể được mua với giá khởi điểm 100 nghìn Indonesia rupiah. Thứ ba, có thể trải nghiệm 4 mùa. Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa. Dù trời không có tuyết, nhưng đây là nơi thử nghiệm cho những người đến từ các quốc gia nhiệt đới, như Indonesia muốn trải nghiệm mùa đông mà không sợ bị hạ thân nhiệt. Nhiệt độ mùa đông ở Hà Nội dao động từ 10 đến 20 độ C, ở những nơi có độ cao hơn như Sapa,
nhiệt độ có thể xuống tới 0 độ C và thường xuyên có tuyết. Trong khi đó, mùa hè nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 40 độ C. Đó dường như là sự cân nhắc của tôi khi muốn sống ở Việt Nam. Người dân cũng thân thiện với người nước ngoài. May mắn thay, tôi không cảm thấy sốc văn hóa vì văn hóa không khác nhiều so với Indonesia. Câu trả lời cuối cùng của một người đàn ông sống tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay và được dịch sang tiếng Indonesia trả lời cho câu hỏi có chuyện gì đang xảy ra với Việt Nam. Ông ấy đã trả lời như sau, câu hỏi này khá lạ, nhưng hãy để tôi thử trả lời nó. Tôi đã sống ở Việt Nam được 4 năm, và có thể nói đất nước này đang phát triển đi đúng hướng so với hầu hết các nước. Mức sống của người nước ngoài ở đây rất cao, chi phí sinh hoạt rẻ. Tình trạng tắc nghẽn giao thông ở hai thành phố lớn là rất khủng khiếp, và tình trạng ô nhiễm cũng vậy, nhưng khi bạn ra ngoài, không khí sẽ trong lành hơn nhiều và đường xá sẽ tốt hơn. Khung cảnh rất đẹp và con người thực sự tuyệt vời ở đây. Tôi cảm thấy tự do hơn nhiều so với quê hương mình về nhiều mặt. Việc cố gắng không để mất mặt thực sự có thể cản trở mọi người đạt được điều gì đó. Ngoài ra còn có các vấn đề về rác thải vì người dân Việt Nam chưa hiểu hết tác hại của nó. Sự tàn ác đối với động vật là một nhược điểm lớn khác. Đối với tôi, hầu hết người Việt Nam đều nghĩ rằng động vật không quan trọng và việc tra tấn có thể rất khủng khiếp. Vấn đề vệ sinh thực phẩm vẫn cần được quan tâm hơn. Đó là những gì tôi có thể nói. Tôi vẫn đang ở đây và không có ý định rời đi. Tôi thực sự thích nơi này. Thông qua 7 câu trả lời phía trên, các bạn có thể thấy được ấn tượng của người Indonesia về đất nước và con người Việt Nam. Phần lớn đều là những ấn tượng khá tích cực. Ngoài bóng đá, các bạn có những ấn tượng gì về người dân Indonesia và đất nước vạn đảo này không? Các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.